Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Ngoại giao xác nhận về vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại tại Đài Loan Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại theo focus taiwan văn phòng công tố văn lâm đài loan trung quốc đã thông báo về việc bắt giữ bốn người việt nam và một người đài loan những người này bị cáo buộc đã bắt cóc tống tiền và sát hại một nạn nhân người việt nam họ vũ tên đầy đủ là vũ văn hát đang làm việc tại thành phố đào viên sau khi tìm hiểu gia cảnh của nạn nhân người phụ nữ họ nguyễn đã thuyết phục hát tới văn lâm để gặp mặt tại đây người đàn ông họ lê và những người khác đã khống chế hát đưa nạn nhân tới một nhà trọ địa phương nhóm người này sau đó gọi điện thoại cho cha của hát yêu cầu số tiền chuộc 250.000 đồng Đài Loan, gần 200 triệu Việt Nam đồng. Sau khi gia đình của nạn nhân chuyển khoản, người này vẫn tiếp tục giam giữ hát nhằm moi thêm tiền chuộc trong tương lai. Sợ nạn nhân kêu cứu, nhóm nghi phạm đã bịt miệng và mũi khiến anh hát tử vong vào ngày 13 tháng 3. Sau đó nhóm này đã đưa thi thể của anh chôn tại vườn mía. Đến ngày 10 tháng 4, cảnh sát đã tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan. Một ngày sau đó, các nghi phạm đã chỉ chỗ chôn lấp thi thể của anh hát để nhà chức trách khai quật. Chính quyền Đài Loan cũng đã bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm gồm 4 người Việt Nam và 1 người Đài Loan. Các nghi phạm bị cáo buộc với các tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người. Thông tin về vụ việc ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương, xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương vừa làm thủ tục xác minh nhân thân của người này để gia đình đưa thi thể về nước. Trước đó trong ngày 14 và 15 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip của Đài TVBS Đài Loan. Ghi lại hình ảnh nhiều cảnh sát ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người Việt Nam và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại anh H. Cũng theo nội dung clip được dịch lại, nạn nhân là H, người Việt Nam. Sau khi sang Đài Loan, nạn nhân quen biết với một phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn thông qua mạng xã hội. Người này có bạn trai họ Lê Người họ Lê đã cùng hai đồng hương người Việt Nam và một người Đài Loan họ Hứa thực hiện hành vi phạm tội. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Khương Duy, sinh năm 1999, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, nghi phạm cướp taxi tại phố Trần Quý Cáp. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 4, sau khi uống bia rượu tại quán bar ở phố Yên Phụ, Hoàng Khương Duy đi ra cửa gọi xe taxi do anh T sinh năm 1986 ở Hà Nội là tài xế. Duy yêu cầu anh T trở về khu vực trường tiểu học Huy Văn, phường Văn Trương, quận Đống Đa. Trên đường đi từ Yên Phụ về đến Trần Quý Cáp, giữa Duy và anh T xảy ra mâu thuẫn vì Duy cho rằng tài xế đi đường không đúng ý của Duy. Hai bên to tiếng, Duy dùng tay trái ghi cổ anh T vào ghế lái, tay phải cầm điện thoại đấm liên tục vào đầu, mặt, ngực, bụng của nam tài xế. Hoảng sợ, nam tài xế liền bật cửa chạy ra khỏi xe và chi hô. Lúc này, Duy nhảy vào ghế lái điều khiển xe bỏ chạy. Trên đường lái chiếc taxi tẩu thoát, Duy va chạm với một số phương tiện khác khiến người tham gia giao thông bị va quẹt, ngã ra đường. Duy tiếp tục điều khiển phương tiện đến phố Lương Sử C thì bỏ lại xe và chạy bộ trốn thoát. Sau khi sự việc xảy ra, anh T cũng đến công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa, phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Ngay trong đêm, các trinh sát, cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vào cuộc triển khai nhiều biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng cùng tăng vật. Đến sáng ngày 15 tháng 4, Hoàng Khương Duy đến trụ sở Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận sự việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội tạm giữ Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1991, trú ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ hành vi chém vợ cũ và một người khác bị thương. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, do mâu thuẫn trong việc nuôi con nên Trường chém vợ cũ là chị NTMH và chị NTTH bạn của vợ cũ, khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Trường đến công an phường Tây Mỗ đầu thú. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ. Áo của người phụ nữ trong clip có một vùng màu đỏ loang kèm theo sự xà hãi là hét, may mắn một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh và một cô gái trẻ bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy thoát. Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ. Với hành động côn đồ của người đàn ông giữa khu đô thị, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi sát hại người cần xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của cô gái và người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng của người phụ nữ. Nhận được thông tin, công an phường Tây Mỗ có mặt tại hiện trường, phối hợp đội điều tra tổng hợp công an quận Nam Từ Liêm điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Trường theo quy định pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ ngoài ra bộ công an còn khởi tố bị can bắt tạm giam trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ nguyễn văn thảo giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang và đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can còn lại là Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, Ngày 15 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đã tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Sau gần một tháng tạm hoãn làm việc, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử phúc thẩm đối với Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong vụ án nữ sinh giao gà, và Vì Thị Thu, sinh năm 1982, liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy. Phiên xử diễn ra ngày 22 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên do thẩm phán Nguyễn Vũ Đông làm chủ tọa. Theo quyết định xét xử, bà Trần Thị Hiền có 6 người bảo chữa. Họ gồm các luật sư Giang Hồng Thanh, Trần Đình Triển, Trần Đình Minh Long, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Vi và Lương Đức Chính. Ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ. Do đó, quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu, thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, phiên phúc thẩm được mở lại tại tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, nhưng Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng tất cả các luật sư bảo chữa cho mình, đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa và lý do sức khỏe không đảm bảo, sau đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần cưỡng bức nạn nhân và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết 2019.